Sự im lặng này sẽ đi đâu? Nếu như bạn nhìn thấy video này xem như bạn hữu duyên và thông điệp có thể dành cho bạn. Bởi vì chúng ta có một số người bị mắc kẹt trong những chuyện đã qua và không biết cách để vượt qua và tiến tới những điều mới mẻ hơn. Đây, qua trải bài các bạn sẽ có những cách nhìn hữu hiệu nhất để các bạn có khả năng đối mặt với vấn đề của chính mình và xác định đâu là điểm mấu chốt mà các bạn cần phải chú ý. Rất là biết ơn khi các bạn đã tin tưởng chọn xem video này và xin kết nối năng lượng, trân trọng biết ơn thông điệp của vũ trụ đã gửi vào trong trái bài, kết nối năng lượng với các bạn đã chọn tụ bài. Và trong đây các bạn có lá bài ba ly, kế tiếp nữa là các bạn có lá bài nhà ảo thực, và lá bài cuối cùng các bạn sẽ có lá bài the world. Lá bài đầu tiên đó chính là lá bài ba ly ngược. Thì ở đây năng lượng là hai chiều, có thể là năng lượng ở từ phía bạn hoặc là năng lượng từ phía người đó. Thì trong mối quan hệ này của các bạn đang gặp một vấn đề là về tài chính. Một trong hai người, cái tài chính không được tốt lắm, khiến cho đối tác hoặc là bạn rất là khó chịu, tại vì mình không có đủ chi phí mình sinh sống á. Do đó mình có dễ bị tự ti, dẫn đến mối quan hệ không được gắn kết lắm. Và ở một số bạn, các bạn xuất hiện, gặp gỡ nhau quá nhanh chóng và tiến tới yêu nhau rồi, nên thành ra cái mối quan hệ này nó cũng không được bền chặt lắm. Bởi vì cái gì mà quá nhanh thì nó cũng rất dễ dàng kết thúc các bạn. Bởi vì nó chỉ là một cuộc hội ngộ với một người mà bạn sớm nhận ra là chắc chắn cái người này sẽ rời khỏi cuộc sống của bạn thôi. Bởi vì nó không bền vững, cái gì quá nhanh là không có được. Nhưng mà khi mà các bạn đang quen với họ hồi xưa giờ á, thì các bạn có thể là một lễ kỷ niệm đập hủy bỏ ngang giữa chừng, bởi vì một bên thứ ba đang cố gắng phá hoại mối quan hệ của các bạn. Và cái người này ngoài mặt á, thì rất tốt với các bạn, nhưng mà sau lưng lại làm cách khác, nói xấu bạn hay gì đó đối với cái người yêu của bạn. Thì đây là một trong những cái khiến cho mối quan hệ của bạn cũng mau chấm dứt. Bởi vì lá bài ba ly này chứng tỏ là có bên thứ ba hoặc bạn bè xung quanh của hai người tác động vào. Do đó các bạn hãy cảnh giác với những cái người này. Đừng để cho những cái người này đưa ra những câu chuyện phím hoặc tin đồn phá hoại quan hệ của hai bạn. Mà thông thường cái người thứ ba này á, là không phải là người ta xen vô cuộc tình của bạn đâu. Mà phần lớn hết 80% là cái người yêu của bạn đã quen với ai trước rồi. Bạn chính là người thứ ba xuất hiện mà bạn không biết đó. Do đó bạn đang hẹn hò với một cái người đã có mối quan hệ nhân nhóm với người khác. Khi bạn xuất hiện họ thích bạn thì họ tự nhiên họ lơ người kia đi. Đây là một cái dấu hiệu các bạn nên cẩn thận, bởi vì mình là người thứ ba, mình vô tình, mình không biết, mình tưởng là mình tránh cung không là cũng không được nha. Và ở đây coi thấy được là trong cái mối quan hệ này các bạn hình như là cô lập cái người yêu của bạn rất là nhiều. Bởi vì cái giai đoạn đó các bạn dành phần lớn thời gian của mình để vui chơi với bạn bè của mình, hoặc tận hưởng những thú vui với xung quanh trong cuộc sống, hoặc là bạn quá tập trung làm việc, bạn không có để tâm mình để ý tới cảm xúc của người ta. Do đó các bạn bỏ quên họ quá dài rồi, nên cái lúc mà họ nản, họ tài chính không được tốt, gặp người kia lại trù quến, thì đương nhiên họ muốn im lặng, họ muốn kết thúc mối tình này là chuyện đương nhiên. Lý do im lặng của họ là vậy. Cái khuyên mình nếu như lúc đó các bạn biết là mình gác bỏ là cái mối quan hệ xã hội bên ngoài á, mình dành thời gian nhiều hơn cho tình cảm của mình, thì mọi chuyện nó khác đi rất là nhiều rồi. Nếu bạn biết là kết nối với người đó và biết thả lỏng, thư giãn nhiều hơn, thì giúp cho các bạn có sự kết nối thật sự và tìm kiếm được tình cảm của người này. Lá bài thứ hai sẽ đại diện cho nguyên nhân nào khiến họ im lặng. Thì ở đây chúng ta có lá bài pháp sư nhà ảo thuật. Thật ra cái lá bài pháp sư này đi chung với lá bài ba ly nó thật sự rất là tuyệt vời. Bởi đây là một trong những cái mối quan hệ tri kỷ của các bạn. Và các bạn có thể một cái kết quả rất là tốt nếu như cái lá bài ba ly nó không gần ngược. Tức là những cái gì khuyết điểm của ba ly lúc nãy mình chia sẻ nó làm ảnh hưởng đến mối quan hệ của bạn, thực chất cái người này họ không có vấn đề,
vấn đề nằm ở lá bài ba ly đó. Bản thân của người mà nhà pháp sư này, họ có đầy đủ yếu tố để họ có thể đạt được thành công trong cuộc sống, nhưng mà bởi vì bản thân họ mang số 1, do đó cái tôi của họ cực kỳ cao. Nếu như bạn đụng tới cái tôi của người này là coi như bạn sẽ không có được tình cảm của họ đâu. Tại vì cái người này họ, cái tôi họ cao lắm các bạn, đụng một cái là coi như là xong luôn. Bởi vì người này người ta tài giỏi, người ta làm được tất cả mọi chuyện, mình đụng tới cái tôi là đụng tới cái bản ngã của họ rồi, thì khiến cho họ không có thấy là mình tự tin nữa. Mà trong mối quan hệ, nếu họ cảm thấy cái tôi họ không được tôn trọng á, thì họ sẵn sàng rút lui, mà rút lui trong khôn khéo nha, để cho mọi chuyện nằm trong kiểm soát của họ luôn. Bạn phải lưu ý, khi mà bạn quen với người này á, thì mình nên đừng có đúng sai. Chúng ta phải nên bao dung và hấu hiểu thông cảm cho họ, bởi vì đây là một cái đối tượng họ biết họ làm gì và họ sử dụng cái kỹ năng của họ rất là nhuần nhuyễn luôn. Và báo hiệu rằng hình như là bạn cũng hoàn toàn mê đắm người này luôn rồi, bạn rất là thích người này luôn đó. Và cái năng lượng của người này là năng lượng chinh phục, năng lượng hành động, do đó để thu hút được cái người này thì bạn phải là chính mình. Bởi vì tất cả những gì bây giờ là mình phải tin tưởng vào bản thân của mình, đừng có đeo bám người ta nữa các bạn. Hãy sẵn sàng xuất hiện trở lại nếu như các bạn còn tình cảm và có cơ hội gặp lại họ. Đây là một trong những cái mối quan hệ tri kỷ của các bạn đó nha. Và ở đây thông điệp của lá bài cũng nói rằng, mong muốn các bạn để được không hút người này thì các bạn cũng phải chịu bỏ công bỏ sức trở lại. Bởi vì không có gì là dễ dàng hết. Chúng ta cần phải làm cho mình trở nên thú vị và chịu kết nối với cái này nhiều hơn, kết nối trong cái mối quan hệ bạn bè trước đi các bạn. Bởi vì cái người này họ không có thích cái năng lượng đeo bám nha. Bởi vì cái năng lượng của lá bài nói rằng tất cả mọi chuyện sẽ nhanh chóng được khôi phục và phát triển giống như ý chí và quyết tâm của bạn vậy đó. Do đó đừng có ngần ngại để hướng tới mối quan hệ này. Hãy làm cho việc bạn bỏ công bỏ sức, tất nhiên bạn sẽ được thu lợi vì phía mình là chuyện đương nhiên. Lá bài thứ ba chính là giải pháp cho sự im lặng này là sao? Thì nó xuất hiện lá bài The World đảo ngược. Thì nó chỉ ra cái năng lượng của bạn là cái năng lượng chưa hoàn thành và chưa đạt được những gì bạn mong muốn. Mọi thứ trở nên rất là trì trệ. Bạn đang cố gắng đi con đường tắt là bằng cách là tranh thủ làm giữ lại kia rất nhiều, mà không biết rằng cái việc mình phải giải quyết từ từ thì mình mới đạt được ước mơ của mình, mới đạt được mục đích của mình. Bạn dồn hết sức của mình vào cái việc cố gắng tạo ra thứ gì đó mà không phải là bạn. Có thể bạn thấy người ta bỏ đi rồi bạn làm khùng, làm điên, hay là bạn làm gì đó quá trời quá đất, không phải là chính bạn. Nó khiến cho bạn bị mắc kẹt trong một tình huống này. Bởi vì bạn đang để cho cái năng lượng của mình nó bị chiếm dụng hết tất cả về tình yêu. Lúc trước thì bạn xem thường tình yêu này, bạn chạy theo bạn bè, bạn chạy theo công việc, bạn có sự nghiệp, bạn bè là trên hết. Bây giờ bạn ngược lại, bạn lại coi cái người bạn vừa mắc cái họ im lặng đó, thì bạn dồn vấn đề này, bạn tập trung quá nhiều, khiến cho họ sợ bạn luôn. Cái đề là mình mong muốn là lá bài đó, các bạn phải nhận thức được rằng những gì mà nó là sẽ trọng tâm đối với bạn đó, và bạn sẽ cảm thấy gánh nặng vì nó thôi. Hãy giữ cân bằng nhất có thể, bởi vì mình không có thể nào mình lấy được lại mối quan hệ, có cuộc sống tốt hơn, nếu như bạn có một năng lượng của một con ngựa chết, một năng lượng không có làm được gì hết ngoài cái việc là mọi thứ đều tiêu cực. Bởi vì bạn đã phớt lờ tất cả mọi thứ. Hồi xưa bạn tập trung đủ thứ hết trơn à, bạn phớt lờ tình cảm. Bây giờ bạn bỏ hết mọi thứ, bạn sống trong cái đau buồn của mình, một cái sự tự mình làm khổ mình thôi. Một cái năng lượng này, mình nói thật sự các bạn đừng buồn, đây là không phải năng lượng bạn yêu người ta đâu. Đây là cái năng lượng, cái sự ích kỷ, cái sự mà muốn được là của mình đó. Nó khiến cho bạn như vậy thôi. Bởi bạn kỳ vọng mong muốn hồi xưa có không giữ, bây giờ mất rồi buồn, tiếc. Đây là một trong những cái tâm trạng các bạn đó. Các bạn đừng lầm tưởng là người đó làm đau khổ mình. Không có.
cái do cái sự ích kỷ của mình mà ra thôi. Và chính cái năng lượng đeo bám, năng lượng tổn thương, bỏ ngoài mặt hết tất cả mọi thứ, tập trung vào cái gì đã mất về tình yêu á, khiến cho các bạn trong mắt đối phương bạn rất là mất điểm luôn. Do đó, nếu như các bạn muốn giải cái bài toán này, thì các bạn đừng có để cho mọi thứ nó trượt dài nữa. Bạn cần phải nỗ lực hơn nhiều nữa để cho mối quan hệ này có thể được giao tiếp cởi mở và trung thực nhất, để cho mọi thứ nó trở lại đúng hướng. Nếu như bạn đã nghiêm túc thực hiện những thứ này rồi á, mà nó không có tiến triển á, thì có thể bạn nên xem xét là cái mối quan hệ này mình không xứng với người ta, mình không có phù hợp với họ. Bởi vì mình không có sống đúng với bản thân của mình, thì làm sao mình có được cái điều tốt đẹp cho mình. Bây giờ cái việc mình là cần phải xem xét lại, tự hỏi bản thân là cái điều gì đã kìm hãm tình yêu của mình. Bạn đã nỗ lực khi bạn quen họ chưa? Lúc trong giai đoạn bạn có thực sự yêu thương, bao dung, hay là bạn nói những lời nói tổn thương? Bạn có giúp đỡ, bạn có chia sẻ những cảm xúc, hay là bạn chạy theo bạn bè, bạn chạy theo sự nghiệp, công việc? Rồi bạn sợ là, bạn sợ sao để bạn thất bại, mất người này, rồi bạn mắc kẹt trong cái sự đau khổ này. Bạn nhớ rằng đây là cái thời điểm bạn phải làm chủ vận mệnh của mình. Đừng có sợ mắc sai lầm. Sai lầm là chúng ta học ra những bài học. Và đừng có ngại suy nghĩ thoát ra khỏi cái quẫn của mình. Bởi vì tất cả mọi thứ nó đều có một con đường cho mình lựa chọn cho chính bạn mà thôi. Và lá bài cũng nói ra rằng mọi thứ các bạn đang đấu tranh để tiếp tục giữ cái mối quan hệ đã kết thúc mà bạn không hề hay biết luôn. Có lẽ là trong cái thời điểm quen nhau bạn rất là tự tin vì mối quan hệ này. Khi mà họ quay xe một cái, các bạn chớ với, các bạn bị ghi bằng trầm cảm, tổn thương luôn. Vậy bây giờ là mình xem xét lại tất cả mọi thứ đi, xem thấy là cái bài học mình ở đâu trong việc này. Nhớ là đừng có thấy ăn năn hối lỗi nha bạn. Bởi vì cái ăn năn hối lỗi nó sẽ khiến cho bạn làm thêm lần nữa cái vòng lặp không đáng có. Bây giờ thấy cái bài học, mình rút được kinh nghiệm để mình sống tốt hơn. Bây giờ mình tập trung bản thân mình đi. Khi mình đẹp, mình giỏi, mình trở lại con người mình đi xưa, cái chuyện mà người này để ý lên mình, họ chưa có người yêu khác, thì chắc chắn sẽ quay lại thôi. Bởi vì cái ba ly với cái bài Magician cực kỳ là hợp nhau trong trải bài tình yêu luôn. Hai bạn là một cặp á. Nhưng do cái bởi vì cái năng lượng của ba ly ra ngược á, thành ra nó khiến cho các bạn không tiến được tới cam kết. Mà nếu như nó không ra ngược là bạn là một trong những cặp đẹp nhất trong cái trải bài Tarot luôn các bạn. Và các bạn sẽ bấm vào cái link ở bên dưới. Cái link mình sẽ để những điều mà họ muốn nói với bạn. Tại vì mình không thể làm cái video quá dài. Quá dài nó không được đề xuất cái trên Facebook các bạn, khiến cho nó không tới được gần của các bạn. Thì các bạn bấm vào link bên dưới để xem những lời họ muốn gửi các bạn là gì ha. Hẹn gặp lại các bạn ở bên video đó. Xin chào và cảm ơn các bạn rất nhiều. Và xin gửi niệm lành cho tất cả. Mong cho những ước nguyện nằm sâu trong trái tim của bạn và tôi thành hiện thực. Mong cho những đau buồn, tổn thương và sợ hãi của chúng ta được chữa lành. Mong cho trái tim ta biết yêu thương và bao dung, gửi đến mọi người, mọi vật. Mong cho mọi người có sức khỏe tốt và tinh thần khỏe mạnh. Mong cho ta và người sống an vui và hạnh phúc. Mong cho tất cả có cuộc sống gia đình đủ đầy và viên mãn. Mong cho chúng ta nhận ra sự tôn quý ở mình và biết phát triển bản thân. Mong cho bạn và tôi biết buông dừng thôi chức khi cần thiết. Mong cho chúng ta luôn có tâm thái đón nhận chuyện gì đến sẽ đến và biết lựa chọn điều như ý cho mình. Xin thành kính gửi thông điệp này đến vũ trụ với tấm lòng trân trọng và biết ơn vô cùng. Sadhu, sadhu, sadhu.